Ok, hôm lên em. Hôm nay thì cũng tranh thủ chơi thử một cái bản demo của game. Thuộc thể loại khá là thú vị luôn. Game này là Alot. Đây. Game này thuộc thể loại mà đánh mạnh vô yếu tố online co-op. Đây, online co-op. Tức là có bạn bè càng chơi thì càng tốt. Nhưng mà chơi một mình vẫn được nha. Nó vẫn có thể single player này. Nó thiên về yếu tố combat, open world, sandbox, survivor gap nữa nè. Bad boy, bay boy. Thì trong con game này đó, anh em vẫn đi phiêu lưu khám phá bình thường và sinh tồn như mấy game khác, nhưng đặc biệt ở chỗ là anh em lái nguyên cái hòn đảo đi luôn. Đây, như anh em nhìn cái hình này là mình sẽ lái nguyên một cái hòn đảo như một con tàu vậy đó. Bây giờ không có lái tàu lên trời xuống đất xuống biển gì nữa, và chúng ta chơi nguyên một cái hòn đảo bay, đi khám phá những cái hòn đảo khác, xây dựng cái mà cứ xây dựng cái nền tảng cơ sở của mình, chèo lái những cái buồm cuốn theo chiều gió, chiến đấu chống lại những cây nấm. Phải cái nấm không ta? Ừ đúng rồi. Sao mà đấu với nấm? Con game này thì đồ họa nó tương đối bình thường thôi. Cơ bản là anh em vẫn có thể nhìn chấp nhận được. Không quá đẹp. Đây, nhìn bước này thì tạm đỡ đỡ đó. Nhưng mà mấy bước này thấy rất là bình thường luôn. Coi thử trailer thôi. Hiện tại thì game vẫn chưa có thời điểm ra mắt chính thức đâu. Anh em muốn thêm thử thì có thể mà trải nghiệm cái bản demo này. Game có hơn 11.000 lượt follow luôn. Đó, mình chơi nguyên cái hòn đảo mình bay cuốn theo chiều gió. Mấy cái nấm này đó. Hay không 24 nhưng mà chưa biết khi nào nữa, không biết có thời gian ra mắt chính thức chưa. Thường người ta sẽ để quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 gì đó. Để cho biết mà canh chỉnh thời gian cho chính xác. Chắc vẫn thể loại mà đi chặt cây rồi lấy gỗ lấy lúa rồi thôi. Đây, cơ chế building cũng tạm ổn. Mình sẽ lấy cái hòn đảo của mình đi va chạm với mấy cái hòn đảo khác, xong đó là thu nhập thái lượm tài nguyên. Trailer làm rất là ngắn gọn đơn giản luôn nha. Đây còn một cái trailer nữa. Cái này thì dài nhất tận 2 phút nữa, nên có thể là mang nhiều cái yếu tố gameplay vô đó. Đây. Thì cái đoạn đầu vẫn là nãy thôi, thêm cái cảnh đáp xuống. Đồ, xây nhà này như thế này cũng là tầm tạm. Đây, vô cái giao diện của USD nè, nhìn rất là hiện đại nha. So với cái đồ họa thì nó tiến triển hơn vượt bậc đó. Có cả là trồng cây luôn. Không biết có tam thú không? Game mà có trồng cây với nấu ăn là thấy ổn rồi đó. Nhưng mà trên đảo thì chúng ta có thể câu cá được không ta? Mình chơi gồng cọc bằng cái kiểu nối dây đó. Bật cánh ra. Đó, làm game như thế này thì đơn giản nhưng mà nó thú vị cuốn hút. Người ta nhìn là muốn chơi, muốn khám phá liền. Nhất là anh em yêu thích cái thể loại mà Survivor đó. Gấp tinh hay là bui đinh thì đi khám phá rồi chiến đấu là sinh tồn. Vì chứ thể loại sinh tồn Open World vẫn là ăn cắp nhất nha. Hiện tại thì chúng ta chỉ có phiên bản demo thôi. Bản demo này đã ra mắt vào giữa năm trước. Thì cơ bộ roadmap con này vẫn là lâu dài đó. Người ta chơi cái bản demo này vẫn rất là nhiều nha. Số lượng người chơi vẫn rất là ổn định luôn nè. Trải dài hơn 5 tháng luôn. Lúc thời điểm, nhiều thời điểm mà ra mắt độ được marketing tốt thì hơn 100 người chơi luôn. Nói chung là rất là thành công rồi. Đây, từ tháng 6 năm ngoái, chúng ta có thời điểm tăng dần đến đây. Thì càng ngày con game càng được nhiều người chơi. Cái bản bản này tuy là demo nhưng là dev vẫn update rất là thường xuyên nha. Đây, 20 ngày trước vẫn có bản update nè. Vẫn update rất là nhiều luôn. Rồi, vô game đi.
Đang mang mấy cái đó làm gì? Mất bài Unity. Muốn ghi xin vi xin gì không đó. Rồi ok đã bật. Game này có vẻ nặng phết đó nha. Anh em mới vô tới đây là nghe tiếng gió nó thổi rồi. Shadow thì không cần đâu. Cloud là mấy cái mây á. Anh em không cần nhìn mây nhiều đâu. Tốt nhất anh em nên để thấp thấp thôi. Tại vì cái mây này thực ra là một tấm ảnh rất là lớn. Họ trồng lên thôi. Rồi sau đó họ mới nhét vô mấy cái đám mây riêng. Cái bầu trời là một cái cảnh riêng. Nên thường hai cái là nó rất là khác biệt luôn. Không có lock FPS hả ta? Anh em để đấy, để tôi lock FPS lại cho nó dễ ổn định. Chắc để tầm 90 thôi. Rồi, để 90 thì nó ổn rồi đó. Ở đây mới là cái giao diện menu à. Đây, mình tạo nhân vật. Sự tạo nhân vật di hỏng không như nào. Rồi, em gái da nâu rồi đi. Ồ, mình có cả là chọn body rồi nữa nè. Khuôn mặt, con mắt. Ở trên mây thì chắc chơi mắt xanh đi. Trên bầu trời cao. Tóc này mang tính thổ dân hơi nhiều nha. Tóc này đi cho nó mạnh mẽ thì là tóc này. Tóc có màu trắng. Đi, còn nhiều kiểu nữa nè. Cũng được, coi chơi cái này đi cho nó độc lạ vậy, chơi trùng màu da luôn. Gái thì không cần gâu đâu, cái hình xăm này chưa có trong phiên bản demo này. Bây giờ tao game vẫn chưa có chế độ multiplayer nha, do cái phiên bản demo thôi. Setting là cái gì? Quyết tầm hai lần đó. Cái này là sao ta? Nên đọc đi. Còn cái này chế độ sáng tạo thì bật luôn. Bây giờ chúng ta vô thử coi sao. Cái option đó thì không biết sau này mình vô game mà có thể chỉnh được không nữa, hay là bắt buộc phải nằm ngoài luôn. Đây. Chắc phải hạ FPS xuống. Bây giờ vô gameplay giảm tốc độ view view phải 90 rồi. Góc nhìn thứ ba cũng được. Đừng cho tốc độ chuột khoảng 23 thôi, 51 cũng được. Rồi tạm ổn rồi đó, đồ họa thì cũng không đến mức tệ lắm đâu, dù tôi sẽ tin hầu hết là trung bình thôi. Bây giờ có hai cái đường hả? Sao mới vô mà cho mình một cái ngã rẽ như thế này rồi? Tab. À, mình có bộ công cụ hồi nãy lắp vô đây. Equip à, nhấn vô đây. Mình có là cái này chủ yếu là xây công trình thôi. Đặt là số 5 đi. Này đặt là số 5. Cái cây này chặt cây, còn cái cây này là cắt cỏ thì số 3, số 1.
chặt cây thì số 5, đào đá thì số 2. Cây này thì cái cây này chủ yếu là cái gì ta? Cây này dạng như cây thương với nó đi chích cái gì đó, cây kiếm. Nhiều số quá vậy. Cái này là không trang, không trang bị được hết ta? Cái búa này để xây dựng thôi. Số 8 nè, ống dòm nè. Đó, hiện đại chưa? Ống dòm này làm hiệu ứng hơi nhiều quá nha. Mới nhìn cái là chóng mặt này. Số 1. Cây liềm, liềm chắc cắt cỏ này quá. Đó. Cây này cái phích này là để đập đá. Đây. Nó tự chui vô người mình đúng không ta? Để góc nhìn thứ ba này thì anh em đỡ chóng mặt hơn nè. Tuy nhiên thì nó không có nhập vai vô lắm. Còn chuyển qua góc nhìn thứ nhất đó thì nó nhập vai hơn nhưng mà dễ bị chóng mặt hơn. Vậy là cái chỗ này nó chia hai đường nhưng mà vẫn chung một cái đầu ra thôi. Lừa đảo. Trời. Có combo luôn này nha. Hầu hết vũ khí đều có combo luôn á. Mình có thể lấy gỗ mà không cần chặt cây. Tại vì trên cây nó vẫn có mấy cái cành thìa thìa ra nè. Được. Bây giờ mình đi đâu? Up. Mình đã có một số cái tài nguyên. Cái này là cái gì? Hạt giống. Bên kia có một cái hòn đảo nữa kìa. Không được rồi, cái ốp sành mà chỉnh mây nó xấu quá rồi. Nên chắc tôi phải nâng lên. Đó, anh nhìn nó đỡ hơn tí. Nhưng mà nó cũng nặng hơn rất nhiều luôn. Tại vì mình ở đây là thấy mây rất là nhiều. Cái gì? Từ giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn giữ mắt đến những cái thanh ba này. Đó là mình có cái ống máu, ống mana hay gì đó. Trên đó còn rất nhiều hòn đảo nè. Cái gì đấy? Cái này chặt được không ta? Thử đi lên trên này coi có cái gì trên này không. Có cái chỗ này để ý như nó kêu mình nhảy lên đó vậy. Tính ra tính, bây giờ mình có thể bui đinh này nè. Cái này là mấy cái lóc sàn thôi. Đồ đá thì 4 đá mình sẽ xây được một cái lóc nền này. Còn cái này chỉ cần 3 gỗ. Bên này là trồng cây. Đó, con game bắt đầu vô yếu tố xây dựng rồi đó. Bên này là bánh lái điều hướng gió. Vì chắc phải lên cao nữa đó. Nhưng mà làm sao để lên ta? Cái hang động này thấy ghê vậy.
Rồi nó chỉ dẫn mình đi thôi. Lên được cao hơn tí nè. Chỗ này cũng khá là cao đó, có cái hướng dẫn rồi nè. Sao thấy hiu quá vậy? Tìm chỗ đẹp này hả, xây nhà. Bây giờ mình chưa có vội đâu. Nhưng mà xây trên cao quá thì sau này lên xuống cũng cực á. Số mấy ta? Số 2. Ở đây thì hết đường mình lên rồi. À có đường đây. Mình có thể lấy nước thoải mái luôn nha. Nhưng mà nước này nước bẩn thôi, tức là không có uống được á. Xây nhà chỗ nào đây? Xây luôn ở đây đó. Rồi bây giờ xây thử cái nền đây. Cái nền này đương nhiên là có cả cái nền cỏ nữa hả. Automatic QE B là vô cái mấy cái phần tương tự. Cái đó là cái trần, cái này là cái nền nè. Khớp với ghìa đây 16 đá mới được cái nền như thế này hả? Còn nhiêu đá vậy? Chết rồi. Dĩ nhiêu đây là 16 x 6 là 96, gần 100 đá nó là. Rồi đồ sát nguyên cái khu rừng này luôn. Xây ở đây có bộ đất đẹp hơn á. Game này thì đi farm tài nguyên nó cũng không cực lắm, tại vì mình bổ 2-3 cái là nó xong rồi. Được một cái winton gì cơ. Chắc là cái hòn đá nó dạng như mà đá năng lượng á. Một vài công trình thì vẫn cần phải có năng lượng giống như là điện của mình vậy đó. Thì cái này nó là Winton. Đúng đường không ta? Ở đây. Cục lớn cục nhỏ thì cũng chặt 3 cái là bể hết rồi. Rồi. Sao chưa gì hết tối rồi?
chúng ta có 99 cộng rồi. Nó rất khó sờ nắp nha. Rồi, tạm thời là lóc nó đi. Chúng ta có là một một chưa có cầu thang hết ta. Cái này chỉ là nền thôi, đây là cầu thang. Thì thêm một số cái nền gỗ ở đây nữa chứ. Khớp vô đi rồi. Đây một cái nữa. Rồi chúng ta là ba. B chọn cái cầu thang. Phải xây một cái nối ra rồi mới được cái cầu thang chứ ta. Nhưng mà cái này xây làm sao? Chết rồi, nó không khớp với trên này rồi. Tức là đi lên là nó gì đó hả? Phải không? Gì nữa? Thôi, cái này khó quá. Cái này dễ hơn nhưng mà chắc xài trong nhà thôi. Nên chơi cái này đi. Hai cái thì lên dừa không ta? Bây giờ muốn phá hủy nó thì mình giữ chuột phải. À, rồi ok. Coi thử mấy cái mẫu cầu thang nữa. Cái này đẹp không? Cái này thì nó hơi nhỏ. Cái này nhỏ lắm. Cái này thì rộng nhất nè. Cái này thì có thêm hai cái tay vịn. Nhưng mà ở ngoài này thì để tay vịn nó vướng lắm. Chắc gì đây? Rồi bây giờ chúng ta xây một số cái nền nó vô. Đó. Ủa? Sao cái này nó lủng lỗ hay gì vậy? Kìa. Làm sao cho cái này nó kín lại ta? Rồi tạm thời như thế này chúng ta bắt đầu xây vách, vách tường. Đây, quan đây. Quan này thì nó sẽ có một vài loại. Mình xây cái nền đá hay là không được xây cái vách gỗ nè, khó chịu phết á. Không có cửa sổ người ta.
Cái này là nó bo tròn rồi, không được. Cửa nó, cái cửa gì ngổ vậy? Cái này nhìn giống cái đền thờ á. Chơi cái này đi, cho nó cổ điển. Rồi bên đây là hai cái cửa sổ ha. Cửa sổ sao, sao trời? Không có tự chọn cửa sổ trong này. À. Chúng ta còn có 5 gỗ thôi. Không được rồi, không có xây cái nền đá thì xây cái khung này trên được rồi, nó làm khó quá. Ừ được nè. Rồi, đi lấy thêm tí gỗ nữa. Đến giờ vẫn chưa có chỗ ngủ luôn. Cây này nãy chặt được mà. Ừ được nè. Té xuống dưới chết không ta? Thôi rồi nó gớt dưới cho này. Hóa ra là chặt ra cây gỗ rồi còn phải đốn gỗ nữa. Bây giờ xuống dưới là lên đường nào đó? Ờ không sao, không có phone down. Chặt cái cây gì có khoảng 10 gỗ thôi. Chả như cái con game mà trung cổ nào đó làm cái chặt cây cũng lòi mắt luôn. Rồi nó rụng dưới hết rồi. Mình có bao nhiêu gỗ rồi ta? Tám mấy gỗ là chưa đủ đâu.
Game này hơi thiếu nhạc lạnh nha, nghe tiếng gió hơi bị nhiều rồi đó, cảm lạnh luôn rồi đó. Vậy thôi. Nãy mình đi theo cái đường mòn này về trái. Ủa, cái này giống đi ra đó, không phải đi vô. Ừ, lên đường nào ta? Đúng đường rồi, đúng đường rồi. Nhà mình kìa. Nhưng mà sao nó khung như thế này? À, cái nãy là làm khung thôi. Bây giờ thì mới vô gia công nè. Bên đây thì sẽ có một cái cửa nữa. Một cái cửa nữa thì B. Cái cửa bên đây thì nó phải độc đạo một tí đi. Để chơi cái này đi cho nó độc độc lạ vậy luôn. Xong rồi ba cái bức tường. Đáng lẽ phải xây cái mặt này ở ngoài nó đẹp hơn, nhìn ở ngoài nó xấu hơn nhưng mà ở trong nó vẫn đẹp, còn xây như thế này thì hơi bị to rồi, kệ lỡ rồi. Ok chưa? Ngược ngược sao có chịu thì nhìn từ hướng này thì nó lại tạm ổn. Đổi ý rồi.
làm lại từ đầu. Nhìn là phải đẹp. Như thế này là không thể chấp nhận được. Xây cái phần thô ra ngoài, giữ cái phần đẹp bên trong. Rồi tiếp theo là cửa sổ. Cửa sổ thì nó nằm bên này. Cái này hình như là hai mặt nó đều như nhau không ta? Hai mặt nó đều như nhau thì thôi, không sao. Đấy, lỗ mày. Rồi ok chưa? Cái này thì hơi dị dị tí. Rồi sau đó mình xây cái tam giác lên hả ta?
Cái tam giác này là tam giác trần, tam giác ngách. Trời, trời mưa ấy. Rồi bây giờ là chết rồi. Cái trận mình xây lọt ngang chắc là cái này quá. Không có nào máy xuyên hết trời. Bây giờ thì chắc hay là làm cái gác mái đó. Làm cái gác mái thì mình sẽ cần một cái cầu thang đi lên tầm chỗ này, cầu thang chỗ này đi lên đó. Không đủ gỗ rồi. Ủa, không trên hai gỗ mà vẫn làm được là sao? Rất là nhiều đồ nha, xây cái nhà xong là mình cạn sạch tài nguyên luôn á. Cái này để xây cái nhà tròn nè. Bây giờ không biết làm cách nào để có cái máy nghiêng qua như thế này. Không lẽ bó tay luôn. Đó anh em thấy chưa?
Cái này là sao ta? Nhìn nó siêu siêu xấu xấu như sao á. Bây giờ nghiên cứu thiết kế cái cầu thang đã. Cậu thấy cái dưới nhà gì đây không? Như vậy chắc phải dời cái cầu thang qua đây.
Này chắc phải dân kiến trúc vô nó xây được. Rồi, đi như thế này thì nó không có dướng. Game này đưa vô xây nhà thôi, không có làm gì khác đâu. Trên này mình cần mái che không hay là xây cái này để làm gì đó, để gì thôi đó hả? Cũng không có xây nghiêng được luôn.
Nhìn hơi tệ kinh tí nhưng mà biết sao giờ. Cho mấy xây từ đây ra được ta. Kỳ giấy. Cái trần nhà nửa ô thôi. Cái tam giác trần đây. Ủa cái cửa sổ rồi. Rồi chúng ta bắt đầu vui. Bây giờ làm gì nữa ta? Ừ, đồ sưởi còn ống khói nữa hả? Đi thôi, không đặt trong nhà.
Đặt trong nhà thì phải cần chiều ngang 4 ô nữa. Bây giờ thôi thôi, bự lắm bự lắm. Nấu ăn. Có ghế có bàn gì không? Rồi, ok, đẹp chưa? Bên đây thì tí nữa quy hoạch sau. Giờ chưa biết làm gì. Cái này thì cái chậu đá là bự lắm, không có đất. Chậu này thì nhỏ hơn. Chậu này có bộ dễ chăm hơn á. Cái này thì nuôi thú rồi chắc phải để dưới à. Cái bàn làm việc mình đứng vô là hướng nào ta? Hướng này phải không? Không, hướng này nè. Mấy cái này để trong nhà thì chỗ đâu mà để trời. Ô, tí nữa đây. Coi cái máy này mình sử dụng là để làm được cái đá cắt nè. Cái Winton. Này là nước khô. Này cái công cụ. Nhấn shift hoặc là cành vô trong lúc chuột. Giữ nút cách để bay. Ok. Combo nhấn chuột trái đúng lúc mà cái vảng màu vàng đó đỡ là chuột phải. Pha ghi luôn hả? Nấu ăn, nấu ăn. Bây giờ mình có thể gấp ra mấy cái nguyên liệu này. Có thể gấp được cái cung tên bắt ghét là cái hồi máu á. Một dây thừng với hai vải phải không?
Bây giờ có cái bàn workbench này nè, chúng ta sẽ có cái workbench này xây được cái bàn mà cắt gỗ. Cái nhà mình hơi nhỏ nữa nha. Bắt đầu thấy chật chội rồi đó. Ngủ dễ dàng máy móc như thế này á, thiệt chứ đó hả? Trời ơi. Gió thổi hướng nào? À, gió thổi hướng từ bển qua đây. Cái đảo của mình nó có di chuyển không vậy? Rồi đi ngủ, đi ngủ. Phi ơi. Căn nhà thấy toàn là việc cái việc không? Nấu ăn thì mình chả có cái quái gì để nấu cả. Chế được trà thôi. Cái gì ấy? À, lên tới đỏ hình như là phải bung ra chứ để quá là nó cháy luôn. Hạt giống cũng chả có hạt giống nào cả. Lin cái này là sao ta? Dạng như nó sử dụng cái này để làm cái mà cái gì? Có xe gió, sức gió là có thể lin nó như này nè. Đó.
là mình có được cái động cơ này. Cái động cơ này chắc để chạy mấy cái đồ điện. Cộng 22 nè. Cắm đuốc trong nhà cho nó cháy hả? Beacon. Béo ổn mày, cái nhà nhìn thấy lớn quá, toàn ba cái đồ đạc không à. Chỗ này xấu quá. Bây giờ phải xây được cái bánh lái nữa.
Hai cái này thì nó rộng hơn ô mà. Có cái hạt gạo nào hình tròn không? Không. Cái này thì có hơi khó. Số 6 sao? Kệ nó đi. Hòn đảo này quá lớn với một những cái cánh buồm này nên rất là khó để di chuyển nó. Tức là mình phải có những cánh buồm trước. Không cho mình xây buồm lên sao? À cái này có cái mái che nghiêng này nè. Hồi nãy kiếm không ra. Nó ra nó là cái này. Không lẽ mình phải đi tìm hòn đảo mới? Ủa có hạt giống gì nữa? Không, cái này là hạt giống cây ăn quả chứ không phải là cây trồng. Sao bay gì yếu dữ vậy trời, sinh lý thấp à.
là phải chờ trời có gió đó. Đảo này nhỏ nhỏ không? Thì cao là sao? Hết thế lực hả? Ê! Thì cho cái nút để khôi phục hòn đảo này là sao. À cái nút đây. Đó bây giờ cái hòn đảo nó tươi sạch rồi. Bây giờ gắn được cái buồm này nào. Cái buồm này là cần phải có cái đó nữa. Cần phải có cái mà trong chống này. Bây giờ gió nó thổi hướng nào đây? Đây gió nó hỏi hướng này, cắm đầy đưa lên hết cỡ luôn, cắm đầy đưa lên trời, mấy cái cánh quạt mà nó cũng thiết kế xuyên vết chứ. 19 à, thua cái bên kia đó. Cái bên kia tới hai mấy rồi. Hồi nãy là tôi chọn cái chế độ xây tự do á, nên mình đỡ cái farm tài nguyên. Bây giờ nhà mình ở cái đảo nào vậy trời? Phải này không? Đâu đâu thể xây như thế được.
Điều gió cái này điện sao ta? Tôi có biết tái tạo đâu. Đi ra, cái cánh quạt nó chém vô mình. Chim cút luôn đi. Này không hiểu cho lắm. Còn cái này là cái gì nữa? Này để làm cái gì? Nằm đây hả? Nhà mình ở bên đó phải không? Đây, lái tàu đây. Đấy. Tàu nó méo nhúc nhích luôn. Đây, 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 đi nè, đi nè. Ủa cái này đi lên đi xuống. Đi lên đi xuống. À hình như chưa kéo bùm hay gì á. Cái gì á? Gió nó thổi vô đây sẽ hướng cái kính buồm này. Từ từ đã, vẫn chưa hiểu cho lắm.
cái bườm hai chiều thì nó ngon hơn. Mẹ nó đi rồi nè, nhưng mà nhà mình đâu? Ủa cái đảo này nhìn thấy quen quá vậy. Tôi chết rồi, cái đảo nào là nhà mình? Chắc cái đảo mình đó đó. Bị cao lên tí. Rồi, tới đây được rồi. Để dòng bơm lên. Trọng lượng là bên trái, cái độ nổi là cái màu cam, thứ hai bên phải. Anh em thấy gì chưa? Đưa cả hòn đảo về trong tầm tay. À, nó còn mấy cái kia nữa. Mình để không thì nó tự trôi đi không ta? Hình như cái này cũng méo phải nhà mình rồi anh em ơi. Where am I home? Nhưng mà cái hòn đảo này cũng đẹp. Đảo này đẹp, nó có nhiều cái đất bằng phẳng hơn. Đó 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 đó, hình như nhà mình thiệt á. Không 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 là cái méo gì. Rồi cái trống trống nó kẹt cái cánh buồm rồi kìa. Một ca nốt, 9 ca nốt, 10 ca nốt. Bị
bị cao lên tí không, bị cao lên tí không? Ủa hình như cũng méo phải nhà mình luôn rồi. Ê, nó có hình cái nhà kìa, phải không? Đi ngược đường rồi, lũ đảng đó, có hình cái nhà kìa. Vẫn không lên được. Không thấy nó hướng dẫn gì hết ta. Kìa nhà mình múc bển lận đi ngược đường rồi, con khóc ơi. Chỗ này sao ra đại hải trình được đây? Bây giờ gió nó đang hướng nào nè? Gió bển qua. Không, không xây cái đó đâu, xây cái này đi cho nó căng. Đúng hướng rồi, đúng hướng rồi. Ok, go. Thả đáp xuống. Sương mù nhiều quá ta. Đúng rồi, đúng nhà đó rồi. Đi. Này nhìn như dạng cái thả neo cái cầu trục chứ ta.
Hơi cao hả? Hạ thấp chứ không thích. Không phải cái đảo nào mà nhìn nó lạ lạ vậy? Ờ đúng rồi, cái chứ có xe gió mà mình luôn đó kìa. Rồi chắc tấp vô ngay đây luôn. Không, bay cao hơn cái đi. Tấp vô ngay kia. Mình sẽ đảo một cái vòng tròn. Khó lái phết đó chứ. Được gió hoàn toàn mình không đi được. Hình như nó bị kẹt hay nó không hạ nữa. Rồi hạ xuống. Được rồi, được rồi, được rồi. Hạ xuống tí nữa. Tí nữa, tí nữa. Rồi bây giờ đảo vòng vô. Rồi đẹp luôn. Rồi thế này không sao. Em thấy chưa? Xịn sò. Rồi, nay nghỉ tại đây thôi. Lái thử con tàu này coi nó. Nhưng mà game trông cũng có vẻ ống áp hết á. Mặc dù chưa biết làm gì, không thấy hướng dẫn gì cả. Chắc là vô chế độ xây dựng lên nó chưa có nhập vai nhiều. Ok, bye bye anh em.